Theo ý kiến của các đại biểu tham dự, dự thảo nghị định thay thế nghị định số 73 năm 2012 của Chính phủ về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nước ngoài đã có một số điểm sửa đổi phù hợp hơn với xu thế phát triển của ngành giáo dục. Tỷ lệ học sinh Việt Nam mà được phép học ở chương trình giáo dục nước ngoài là đã được giải quyết trong cái dự thảo nghị định lần này. Đấy là cái vấn đề mà cản trở lớn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ quyết định đầu tư vào Việt Nam. Tại vì là hiện tại thì nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai cái thị trường chính thì cái tỷ lệ học sinh này cũng còn đang khó khăn. Tuy nhiên là nếu mà đến các tỉnh, ví dụ như là các tỉnh lân cận mà không phải là Hà Nội, Hồ Chí Minh thì cái tỷ lệ học sinh người nước ngoài hoặc là học sinh Việt nước ngoài tại Việt Nam là rất là ít. Nếu mà tỷ lệ này tính trên cái tiếp tục duy trì cái tỷ lệ này thì nó rất là khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh đó các đại biểu cũng có ý kiến chung cho rằng một số điều khoản quy định về điều kiện đầu tư, quy trình cho phép thành lập và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên nhất quán với các quy định của luật đầu tư.